Baba Day? Chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình này. Hôm nay mình sẽ bắt đầu làm một chiếc xe ba bánh này, chạy máy xăng. Thì đây. Đấy, thì đây, đây là bộ cầu ở sau này. Đó. Hôm nay mình mới mua về đây, mình sẽ khui bộ thùng này, khui bộ cầu này. Đây là cái phụ kiện nhíp, gối đỡ nhíp của nó này. À, cái này hay quá nhỉ. Là hai cái phụ kiện đi kèm theo cầu là gối đỡ nhíp đặt ở đây này. À, hai cái này để bắt giảm sóc này. Đấy. Ngoài ra thì mình còn có đây này. Giới thiệu với các bạn đây là một số phụ kiện của mình thêm đây nè. Đây là cái khớp cắc đăng này. Khớp cắc đăng này thì mình sẽ gắn ở đây. Còn đây là 3, 4 cái chân máy này. Còn đây là ống bô mềm nhé. Bộ cầu này là đây mình sẽ giới thiệu với các bạn này. Đây là bộ cầu chạy trục cắc đăng này. Loại thanh cơ nhé, thanh cơ. Cái cầu này thì có chiều dài là đây. Đây là cầu dài rộng 80 phân nhé, 80 cm. Đấy, lắp bánh nó sẽ lên là 90. Thì mình sẽ làm cái xe này phía sau rộng 90. Tiếp theo thì đây sẽ là bộ bánh mà mình sử dụng cho chiếc xe này. Đấy, đây là hai quả bánh. Đấy, hai chiếc bánh xe nó đúc. Đây chính là bộ cầu sau khi mình lắp bánh này. Đấy, rất chi là ok đấy. Về hình thức của chiếc xe sẽ như này này, thì trên chiếc xe này sẽ còn thiếu một cái phần, đó là giảm sóc phía sau này, hộp số và cục máy nữa. Và cái hệ thống giảm sóc cho chiếc xe này mình sử dụng sẽ là nhíp giảm sóc cần có hai cái gối đỡ nhíp. Đây là hai cái gối đỡ nhíp này. Nó ở phần dưới này. Cái này sẽ là hai cái mặt bích này và cái quang treo nhíp.
Vừa rồi thì mình lắp cái lỗ nhíp này ở phía dưới cầu này, tuy nhiên thấy nó không ổn lắm nên mình vừa phải đưa lên rồi. Đấy, sau khi như vậy là bộ cầu sau với cả hệ thống giảm xóc phía sau đã xong rồi. Tiếp theo thì đã điều chỉnh nó sao cho cân đối với chiếc xe, với khung xe. Cơ bản mà đã gần lên dáng rồi này, vậy ok rồi đó.